Chiều nay, tổ giám sát số 1 Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện chương trình giám sát tại Ủy ban nhân dân phường Hải Châu 1, quận Hải Châu về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh gắn với việc thực hiện thí điểm chính quyền đô thị trên địa bàn. Theo báo cáo tại buổi làm việc, tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2022, tổng thu ngân sách của phường Hải Châu 1 đạt hơn 4,2 tỷ đồng, đạt 20,74% kế hoạch năm. Địa phương đã triển khai có hiệu quả các nội dung, các nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Việc triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị được triển khai nghiêm túc, không để tồn động kéo dài các đơn thư trong nhân dân. Tuy nhiên, do Covid-19, nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn phường gặp khó khăn, ảnh hưởng lớn đến nguồn thu địa phương. Một số nhiệm vụ phát sinh đột xuất, địa phương phải chờ đến kỳ họp Hội đồng nhân dân mới phê duyệt, nên ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Phường Hải Châu 1 cũng kiến nghị với đoàn giám sát một số nội dung như tổ chức đào tạo cho đội ngũ công chức, người hoạt động không chuyên trách phường, quan tâm đến chế độ chính sách cho các cán bộ cấp cơ sở, người hoạt động không chuyên trách.